Sáng 12 tháng 1 tại đường mòn qua biên giới khu vực giữa mốc 1124-1125 thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt giữ đối tượng Hoàng Lâm Hải, sinh năm 1986, trú tại thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, khi đang cùng một số người Trung Quốc vận chuyển khoảng 2 tấn pháo, gồm 120 thùng cắt tông, bên trong có chứa pháo nổ các loại từ Trung Quốc và Việt Nam. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Hải khai toàn bộ số pháo trên đối tượng mua tại Trung Quốc với số tiền là 31.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam, mục đích để bán lại cho một người Việt Nam mà đối tượng đã liên hệ từ trước đó. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.